Thưa quý vị, để tiếp nhận điều trị số lượng lớn bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng đã triển khai mô hình bệnh viện tách đôi, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện, vừa triển khai điều trị bệnh nhân COVID-19. Mô hình này được củng cố mở rộng đã giúp giảm tải bớt áp lực cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 và tập trung chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Đây là khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện 199 Bộ Công an với quy mô 100 giường bệnh. Khu vực này được bố trí tại tòa nhà 3 tầng phía trước bệnh viện, tách biệt hoàn toàn với khu khám chữa bệnh thông thường ở tòa nhà 11 tầng. Tại đây, các bệnh nhân COVID-19 ở phân tầng điều trị thứ 2 và thứ 3 có kèm bệnh lý nền sẽ được thu dung và điều trị. Tầng 3 và khu nhà 11 tầng thì sẽ được phân tách rất là rõ. Tầng 3 là có đường đi riêng, lối ra lối vào theo một chiều. Các bệnh nhân COVID này sẽ được theo dõi và đảm bảo sức khỏe. Khi có các bệnh lý liền phối hợp thì sẽ có các bác sĩ của các khoa trực tiếp lên thăm khám, tránh hiện tượng là di chuyển bệnh nhân để lây nhiễm. Do đó thì hoạt động của bệnh viện sẽ được tiến ra dễ dàng và các bệnh nhân COVID thì cũng sẽ được chăm sóc cả bệnh lý nền và điều trị một cách hiệu quả. Các bệnh nhân COVID-19 thường diễn biến nặng trên những người có bệnh lý nền. Vì vậy, với mô hình bệnh viện tách đôi này, những bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ vừa được điều trị bệnh COVID-19, vừa phối hợp theo dõi, điều trị bệnh nền với các bác sĩ chuyên khoa ngay tại bệnh viện mà không cần phải chuyển tuyến. Hiện nay chúng tôi có 100 giường bệnh, thì trong đó có bệnh điều trị 95 giường là dành cho bệnh nhân nhẹ và vừa, còn khoảng 5 giường là dành cho bệnh nhân nặng. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân tới bệnh lý nền và kết hợp với COVID nữa, thì chúng tôi luôn quan tâm những cái trường hợp này mình theo dõi một cách chặt chẽ, đồng thời phối hợp giữa các chuyên khoa để giúp người ta điều trị bệnh này. Việc các bệnh viện chủ động phân tầng điều trị theo mô hình bệnh viện tách đôi không chỉ giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân, hạn chế diễn biến nặng do mắc COVID-19, phối hợp với các bệnh lý nền gây ra, mà còn giúp giảm tải cho tuyến trên, giảm áp lực cho tuyến dưới, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh trong tình hình mới. Thì chỉ có chính trong bệnh viện thì mới xét nghiệm được công thức máu, X-quang, rồi tất cả các thứ, kể cả các bệnh, tất cả các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện sau phải mở điều trị để bệnh nhân được hưởng cái bệnh chính. Nó nhiều khi tử vong không phải là do COVID mà tử vong là do các bệnh khác. Tại Đà Nẵng hiện đang có 3 cơ sở y tế trực thuộc trung ương tham gia mô hình bệnh viện tách đôi. Ngành y tế thành phố Đà Nẵng cũng đang đề nghị các bệnh viện tư nhân phối hợp chỉ đạo tất cả các bệnh viện tuyến quận huyện, bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố chuẩn bị hệ thống trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.